tổng hợp những SPP ngày 20, 11 hay nhất. Nhân ngày 20 tháng 11, chúc các thầy cô luôn tràn đầy niềm vui và khỏe mạnh, để mãi dạy dỗ chúng em thành người có ích, chúng em luôn nhớ ơn của thầy cô giáo. Kính chúc các thầy cô luôn khỏe mạnh và vui vẻ, để tiếp tục là những người lái đò, người âm thầm cống hiến cho thế hệ mai sau. Chở chúng em sang bến bờ tri thức. Nghề giáo là nghề cao quý, nghề trồng người. Dù chúng em có ở nơi đâu thì thầy, cô vẫn là những người đáng kính nhất trong lòng của chúng em. Nhân ngày 20 tháng 11, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến thầy, cô. Chúc mừng thầy cô nhân ngày 20 tháng 11. Chúc thầy cô đủ tâm, trí, lực để có thể cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp trồng người. Thầy cô là người luôn cầm tay dìu dắt chúng em đến với bến bờ tri thức. Nhân ngày 20 tháng 11, chúc em xin kính chúc thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc để mang tới cho thế hệ học sinh bài học bổ ích. Thầy, cô là đống lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn trong chúng em. Thầy là bậc thềm đá để cho chúng em tiến lên phía trước. Nhân ngày 20 tháng 11, chúc thầy cô mạnh khỏe và công tác tốt. Em không phải là học trò xuất sắc nhất của thầy, cô, nhưng thầy, cô vẫn luôn là người em kính trọng. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, kính chúc thầy, cô mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người. Em chỉ là đứa học trò bình thường, nhưng thầy cô là người luôn tận tình dìu dắt em lên người. Nhân ngày 20 tháng 11, kính chúc thầy mạnh khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong công việc cao quý nhất. Người thầy, hai tiếng đủ nói lên được niềm kính trọng vô hạn trong em. Nhân ngày 20 tháng 11, xin gửi đến thầy cô lời chúc mừng tốt đẹp nhất, gặt hái được các thành công trong công việc cao quý của mình. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em chúc thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc với công việc chở đò tri thức cập bến. Nhân ngày 20 tháng 11, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy cô giáo ngày ngày tận tâm chở các chuyến đò tri thức cho nhiều thế hệ học trò. Chúc thầy cô có một ngày Nhà giáo Việt Nam vui vẻ và đáng nhớ. Con xin chúc thầy cô sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bên gia đình và luôn dìu dắt các thế hệ học sinh lên người. Con sẽ không bao giờ quên công ơn của thầy cô. Chúc các thầy cô ngày 20 tháng 11 vui vẻ. Ơn dạy dỗ cao dường như núi, nghĩa thầy cô như nước biển khơi nên ơn thầy cô dạy dỗ, em luôn khắc ghi trong lòng. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin gửi lời chúc tốt đẹp đến thầy cô, mong thầy cô luôn mạnh khỏe, thành công trong sự nghiệp trồng người, chở tri thức cập bến. Mỗi cô cậu học trò sống tốt trong xã hội là niềm vui, niềm tự hào của các thầy cô. Chúc thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam hạnh phúc và vui vẻ. Em gửi tới quý thầy cô lời tri ân chân thành nhất, người đã dìu dắt chúng em tới gần hơn với chân trời tri thức. Kính chúc quý thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc để mang tới cho thế hệ học sinh nhiều bài học hay.